Xin chào anh em nhé. Xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999 đường Hồng Hà, phường Trương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ là 0905 958889. Bên mình hôm nay về một sản phẩm cực kỳ là chất, cực kỳ là đẹp. Honda Rebel 300 phiên bản đăng ký năm 2020 biển Hà Nội 29A1 11580. Và hiện tại xem là cái chiếc xe này như là đi chỉ có hơn 1.000 cây thôi. Xe này đi được 1.246 km nhá. Và mình giới thiệu qua luôn cái xe này về cái đồ chơi đồ độ của nó để cho anh em hiểu rằng cái độ chất của nó. Thứ nhất là nó lên bộ tay côn tay phanh Gema này, gù tay lái inox này, bộ mỏ cầy của Diablo này, mỏ cầy Diablo đấy nhá, phun từ trên xuống ốp và ốp hông và mỏ cầy nhá của Diablo luôn, từ trên xuống dưới luôn. Khung chống đổ thân xe này, cái chân chống giữa này, và dán toàn bộ phần nhựa sần là carbon nhá, full carbon nhá. Trên này thì bình xăng cũng đã dán màu đỏ đun. Ra tiếp theo phía ngoài này thì cái kính chắn gió motif này, và cái rất là đẹp nữa là lên được cả một bộ pha của xe, lên cả một bộ pha của cái gì nhỉ, tun led tun nhá, pha led tun luôn đấy, pha led tun là anh em nhìn này đấy, đây này rõ ràng luôn nhá. Đấy là những cái mà cái xe này nó đã được chủ xe trang bị. À thêm cả nữa là cái yên được ép được lên cái màu da bò rất là đẹp, cực kỳ hợp với xe. Anh em nhìn cái xe nó cực kỳ là tròn, quá tròn trịa luôn. Đấy. Bây giờ mình quay ra xa để cho anh em có thể nhìn. Đấy, tổng thể những cái đồ lên của bên Tami Shop họ lên cho thì chắc là cái xe này nó cũng rơi vào đâu khoảng độ hơn chục triệu rồi. Hơn chục triệu tiền đồ rồi chứ cũng không phải là ít đâu ạ. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ đi quay vào cụ thể cho anh em xem luôn này. Đây, bộ tay côn tay phanh Gema đấy nhá. Gema xịn này. Gù tay lái với inox này. Anh em xem này, tất cả những cái phần của xe nó mới như cái xe mới luôn. Đây là cái ốc của ti thụ trước này. Xe chạy có 1.200 cây thì nó mới không khác gì một cái xe vừa mới khui thùng ra anh em nhá. Nhìn rõ ràng từng chi tiết này. Đẹp rực rỡ, ốc đẹp rực rỡ luôn. Đây, gù này. Bên đây là tay phanh này. Anh em nhìn tay phanh đấy nhá. Có thể có 5-6 chế độ để chỉnh trọt này. Đây. Kính chắn gió mô típ này. Kính chắn gió mô típ nhá. Và đèn pha led tun. Chẳng ba anh em nhìn rõ này. Đẹp từng chi tiết một nhá. Tất cả các cái chi tiết của nó đều rất là mới. Anh em nhìn xuống phía dưới luôn. Đây cái phần này này là được dán carbon hết. Dán phủ carbon hết, rất là đẹp. Chưa tăng xích một lần nào luôn. Xe chưa tăng xích bất kể một lần nào luôn. Đĩa phanh nó đẹp như thế này luôn. Gần như là mới cóng một cọng luôn. Đấy, các con ốc này. Rồi cái cùm phanh thì anh em nhìn rõ ràng là nó mới nhá. Từng chi tiết nó nói lên độ mới của con xe này. Lốp đây, dày như thế này luôn nhá. Không thèm đánh gì cả. Lốp để nguyên như thế cho anh em nhìn luôn là rõ là độ mới luôn. Bên này luôn. Chưa bao giờ tăng xích một lần nào cả. Vành bánh các thứ nó đẹp như mới. Tất cả đẹp như mới. Và lâu lắm rồi thì mình mới mua được một con xe Rebel biển Hà Nội mà lại đồ chơi chất như thế này. Đây anh em xem này. Cái ốp sườn này, ốp sườn xe này và cái mỏ cầy luôn nhá. Đấy. Mỏ cầy đây, ốp sườn xe và mỏ cầy đây. Chống đổ đây, chống đổ thân xe nhá. Đấy, anh em nhìn này. Đây là cái cổ phốt của xe. Dán thêm của cả cái tem Honda quá đẹp luôn. Thực sự là làm nổi bật cái xe lên luôn này. Những cái cần số thì đã được bọc của cái cao su hết cả rồi. Thì đi là sẽ không bị hỏng giày này. Rất đẹp. Để chân. Mới đúng không ạ? Quá mới luôn. Đến cả cái ốc của cái để chống chân, chân chống cạnh nó còn mới như thế này. Và đây bây giờ siêu phẩm luôn. Cục máy quá khủng khiếp. Mới cứng luôn. Ốc này. Đấy. Đây là ốc của cái bên bơm nước đấy ạ. Còn phía dưới này nhá là bưởng điện này. Anh em nhìn bưởng điện. Đẹp căng luôn. Đẹp căng từng chi tiết. Các con ốc của nó mới như thế này. Mang cá này. Đây ốc bưởng điện này. Quá khủng khiếp. Mốc cả ốc luôn. Đẹp khủng. Khung chống đổ. Khung mắt cáo thì đẹp rồi. Yên này. Yên màu da bò nhá. Quá mới. Quá đẹp. Yên màu da bò. Bọc da bò lên nó quá là đẹp luôn.
tất cả những cái này anh em nhìn nhá, dán bằng carbon hết, dán phủ carbon hết, dán phủ carbon hết, không thiếu một cái chỗ nào thừa bị lòi ra. Đây, khung đằng sau này, càng sau chưa tăng xích một lần nào nhá, anh em nhìn rõ nhá, chưa tăng xích một lần nào cả. Nhông xích zin theo xe này chưa tăng xích một lần nào hết, chưa tăng xích một lần nào hết cả. Lốp nguyên zin theo xe, dày bình bịch luôn. 1.200 cây thì nó coi như anh em có thể đến, anh em có thể nói là cái xe nó mới 99%. Anh em đến mà xem nó sai chỗ nào, mình sẽ chi trả chi phí đi lại cho anh em và bù cho anh em thêm 10 triệu nữa nhá. Đây, đằng sau lượt xe, tất cả xi nhan rồi cái đèn sau, đèn hậu sau thì đều là zin của xe, không độ chế gì cả. Tem Việt Nam này, đẹp không ạ? Quá gắt gỏng luôn. Luôn cho anh em xem cái đĩa phanh. Đây, đĩa phanh đằng sau đây. Vòng độc ABS phía trong nhá, đĩa phanh và cái đính tán này. Đính tán này. Đây, đính tán đây, anh em nhìn đính tán này. Mới kính cong luôn. Đấy, lốp đây. Nó mới kính cong luôn anh em ạ. Mới khủng khiếp luôn nhá. Từng chi tiết nó nói lên độ mới của con xe. Nổ được chưa? Đấy, đấy, từng chi tiết nói lên độ mới. Đây, bọc da bò cực kỳ là đẹp, thụt này, thụt thò này, coi như anh em coi như là đi mua con xe mới đi, cái con xe này coi như anh em đi mua con xe mới đi, bởi vì là chưa tăng xích một lần nào cả, mọi chi tiết nó đẹp như xe mới, anh em chỉ có thiếu cái thùng thôi, còn là nó là cái xe mới. Bộ ABS phía dưới nhá, sạch sẽ đẹp đẽ. Xe thì anh em nhìn nhá, dấu Aerolux vừa mới thay còn xanh lè nhá. Đấy, mình vừa thay đấy là còn xanh lè. Thay lần này là lần thứ hai, còn lần trước là chủ xe thay một lần ở cái mốc 500 cây ở trong hãng, còn lần này là lần thay lần thứ hai của mình. Đây, để chân này, để chân nhá, và cái phanh ở bên tay phải này. Tiếp theo nữa, bưởng côn và càng côn đẹp không lối thoát luôn, nó thực sự là đẹp không lối thoát luôn anh em ạ, quá đẹp luôn. Đấy, mà cái bộ mỏ cầy và cái ốp hông nó đã nổi bật lên luôn. Và xe làm ở bên Tami của bạn Huy nhá, của Huy Tami, thì Huy Tami là nổi tiếng làm về đồ độ rồi, và Huy Tami làm rất là cẩn thận, tất cả những cái sản phẩm Huy Tami làm ấy, nó đều rất là tinh tế, và nó có một cái con mắt nghệ thuật, chứ không phải là cứ lắp tào lao lên, cứ thích cứ lắp cái gì là lắp. Bạn ấy tư vấn cho khách rất là hay, và bạn ấy làm cũng rất là đẹp. Đấy, anh em nhìn đấy, cái bình xăng anh em bạn ấy dán cái màu này nó rất là đẹp với xe, và cùng với cả cái màu yên da bò thì anh em nhìn nó đẹp đến mức độ như thế nào rồi. Đấy, tại sao mà Huy có tiếng trong cái độ về xe Rebel và các loại xe khác là như thế, thì tất cả anh em nhìn cái sản phẩm độ của bạn ấy là biết, nó rất là nhẹ nhàng và tinh tế, mọi thứ đều giữ nguyên zin, anh em có chỉ tháo ra là nó về zin, chứ còn anh em bạn ấy không cắt hay độ chế gì cả, nhưng mà nó sẽ làm nổi bật hẳn cái xe lên luôn nhá. Đấy, thế thôi, bây giờ thì mình sẽ không dài dòng nữa, thì mình xin báo giá con Rebel đăng ký năm 2020 đi 1.200 cây và full đồ độ như thế này nhá. Rebel 300 biển kiểm soát Hà Nội này đang được xe máy Hoàng Anh mình bán ra với giá bán là 94,5 triệu nhá. Giá bán là 94,5 triệu, chưa bao gồm chi phí sang tên và chi phí vận chuyển. Mong anh em lưu ý giúp mình cái phần đó. Và anh em có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng là xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999 đường Hồng Hà, phường Trương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại tư vấn là 0905 958889 để có thể xem trực tiếp cái sản phẩm này nhé, xem tận mắt, sờ tận tay, mở chìa khóa, nổ máy. Rồi, thế thì mình xin dừng video và hẹn anh em ở cái video tiếp theo. Mình xin cảm ơn nhé.